Mẫu xe cỡ nhỏ hạng A của Toyota đó chính là chiếc Toyota Wigo sẽ ra mắt các phiên bản mới tại thị trường Việt Nam và hiện tại mẫu xe này được nhập khẩu tại Indonesia. Đây sẽ là cái phiên bản nâng cấp và các bạn có ba sự lựa chọn. Đầu tiên đó là bản 1.0G, tiếp theo là bản 1.2G và bản cuối cùng đó là bản 1.2G TRD. Mỗi phiên bản đều có cái sự lựa chọn về hộp số sàn và hộp số tự động khác nhau. Hiện tại thì Toyota Wigo thế hệ mới có một số cái phần nâng cấp như sau. Đầu tiên đó là thiết kế về phần đầu xe có trước tái thiết kế lây thần nhiệt hình lục giác tách biệt so với đèn sương mù. Một số chi tiết thừa đã bị loại bỏ. Khu vực đèn sương mù sẽ có một số cái tạo hình mới. Bộ mâm xe vẫn giữ nguyên kích thước 14 inch nhưng đổi thiết kế kiểu khác nhìn đẹp và bắt mắt hơn rất là nhiều. Bên trong xe thay đổi nhiều hơn với màn hình trung tâm kiểu mới điều hòa tự động với nút bấm điều chỉnh được trang bị thêm nút bấm để nổ start stop các trang bị còn lại tương tự như với đời trước như cụm đèn là chiếu sáng pha halogen kèm projector đèn hậu led tay nắm cửa dạng bật lên cổ điển vô lăng ba chấu thích hợp nút bấm ghế nỉ ghế trước có tựa đầu cụm đèn và gạt mưa điều chỉnh tay phiên bản 1.0 g sử dụng động cơ VVTi 1.0 lít 3 xi lanh cho công suất của nó là 66 mã lực tại vòng tua là 6.000 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại là 89 Nm tại vòng tua là 4.400 vòng trên phút. Phiên bản còn lại sử dụng động cơ đua VVTi 1.2 lít 4 xi lanh cho công suất là 87 mã lực tại vòng tua là 6.000 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại là 108 Nm tại vòng tua là 4.200 vòng trên phút. Đặc biệt phiên bản 1.2 gtD có hai điểm nhấn đó là ở bên ngoài thì thần nhiệt màu đỏ nổi bật và logo TRD gắn ở gần cột A trong khi đó đèn hậu có một số điều chỉnh trong uh, tạo dáng phía trong để an toàn thì uh, chiếc uh, xe được uh, trang bị hệ thống ABS uh, hai túi khí và trên phiên bản thế hệ mới này chúng tôi cũng uh, mong muốn được uh, trang bị thêm uh, camera lùi hoặc cảm biến lùi dành cho chiếc uh, Toyota Wigo thế hệ mới hiện tại thì uh, Toyota Wigo thế hệ mới với những tiện nghi và nâng cấp bổ sung Uh, nhưng có giá bán rẻ hơn so với thế hệ cũ khoảng 20 triệu đồng. Và cũng sẽ được uh, tặng một bộ phụ kiện nếu khách hàng là đặt trước uh, từ bây giờ. Và uh, Toyota Wigo thế hệ mới sẽ được uh, giao hàng cuối tháng 7 này. Nếu các bạn cảm thấy kênh xe của chúng tôi hay và ý nghĩa thì rất mong quý vị và các bạn có thể ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới và những video hot. xe xin cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại.